Cát Tinh Cao Chiếu, Vận Đáo Hành Thông, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý thiên chủ tuổi Bính Dần đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý thiên chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý thiên chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986, Nam Mạng, là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây. Vận trình có được nhiều cát tinh cao chiếu, vận đáo hanh thông, tài lộc như ý, phú quý bình an, tiền tài nhét chật két. Vậy vận trình của quý thiên chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986, Nam Mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để đón cát xuôi hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tiền bạc đủ đầy? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng là 39 tuổi âm lịch và 38 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, quý anh tuổi Bính Dần có thiên can là Bính ngũ hành hỏa, gặp năm Giáp Thìn có thiên can là Giáp ngũ hành thuộc mộc là bình hòa. Điều này cho thấy năm này công việc của quý anh không kỳ vọng có sự khởi sắc. Hơn nữa, với những mong muốn đặt ra cho công việc năm này có thể khó đạt được. Khi xét về mối quan hệ ngũ hành của thiên can thì can năm tương sinh cho can của tuổi, nên người tuổi này trong năm công việc được quý nhân giúp đỡ, bên cạnh đó với sự mở mang công việc thì được lợi. Xét về địa chi, quý anh tuổi Bính Dần có địa chi của tuổi là Dần, gặp địa chi năm 2024 là chi Thìn, là mối quan hệ bình hòa. Công việc của quý anh trong năm Giáp Thìn không có nhiều chuyển biến mới, cũng không đón nhận được nhiều vận may. Ngũ hành của địa chi năm xung khắc với ngũ hành địa chi của quý anh tuổi Bính Dần, nên những thay đổi công việc thường không được như ý muốn, dễ đưa tới những điều bất lợi. Xét về ngũ hành, xem tử vi tuổi Bính Dần năm 2024, Nam Mạng nhận thấy quý anh thuộc ngũ hành hỏa, gặp năm Giáp Thìn cũng thuộc ngũ hành hỏa, tương ứng với mối quan hệ tương hợp tốt. Trong năm Giáp Thìn, quý anh tuổi này dễ có sự liên kết cũng như hùn hạp về vốn liếng với anh em, bạn bè. Bản thân có dự định nào mới đều có cơ hội tiến hành. Tài chính của người bản mệnh này cũng tương đối thuận, nhất là vào giữa năm. Tuy nhiên cần chú ý vào cuối năm, tài chính, tiền bạc không được thuận lợi bằng thời điểm trước. Xét về cung phi, theo tử vi tuổi Bính Dần năm 2024, Nam Mạng, quý anh tuổi Bính Dần có cung phi khôn thuộc thổ, gặp năm 2024 có cung phi chấn thuộc mộc là khí họa hại, xấu. Trong năm Giáp Thìn, cuộc sống của người cung khôn không được may mắn, gặp phải chuyện thị phi. Ngoài ra xét ngũ hành của cung phi năm Giáp Thìn mộc lại xung khắc với hành thổ của cung phi tuổi này. Vì vậy quý anh tuổi này không nhận được quý nhân giúp đỡ công việc, không nên thực hiện thay đổi về công việc trong năm. Xét về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa, chủ về trong năm này mọi việc trong gia đình và bản thân đều bình thường. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy quý anh tuổi Bính Dần trong năm 2024, vận trình có nhiều chuyển động. Trong công việc và kinh doanh, mặc dù vẫn có những điều không như ý muốn, nhưng sẽ gặp được những người có uy tín và hỗ trợ. Về tài chính, dễ dàng đạt được mục tiêu. Hãy kiên trì cố gắng, tận dụng thời cơ này để phát triển công việc, tạo thêm thu nhập, giúp cuộc sống thêm phần thuận lợi hơn. Ngoài ra, Nam Mạng sinh năm 1986 cũng cần chú ý các bệnh về xương khớp và máu huyết. Sao chiếu mệnh, trong năm 2024, quý anh tuổi Bính Dần gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao này là một phước lộc tinh, mang đến nhiều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Cần kiêng kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch.
Ngoài ra, sao này chiếu mệnh, không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông, qua đò, giữ gìn lời nói. Vận hạn, hạn thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, có nguy cơ bị cảm rất nguy hại tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo, thị phi. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý anh tuổi Bính Dần tương đối lạc quan. Quý anh tuổi Bính Dần bước sang năm Giáp Thìn 2024 là 39 tuổi, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Dần, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, có vận trình sự nghiệp phát triển khá tốt trong năm Giáp Thìn 2024. Dưới sự ảnh hưởng của sao Mộc Đức và Thanh Long, quý anh có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Nếu như quý anh càng cố gắng làm ăn và chủ động nắm bắt thời cơ, với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, quý anh càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển trong năm nay. Đặc biệt, đối với những quý anh tuổi Bính Dần sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm 2024. Bản mệnh không ngừng phấn đấu, nỗ lực thì sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, mặc dù khởi sự ban đầu có gặp chút khó khăn, nhưng tới đâu cũng có quý nhân phù trợ, vì thế mà đi tới kết quả cuối cùng là cát lợi. Nếu quý anh khởi nghiệp về kinh doanh, buôn bán, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm này, chậm nhưng chắc chắn, sẽ mang lại hiệu quả cao cho quý anh. Những người làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội khá nhiều, chỉ cần bạn tự tin vào bản thân mình là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát. Dù có phải thay đổi công việc, bản mệnh vẫn chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, đối với các quý anh tuổi Bính Dần trong năm này cũng gặp không ít áp lực, nhưng vận số khá tốt, quý anh cũng nên biết tiết chế cảm xúc của mình. Không nên sinh lòng kiêu ngạo, khinh suất, cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Dần, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với quý anh tuổi Bính Dần, về cơ bản vận trình tài lộc trong năm ít có các tinh trợ mệnh, nên quý anh cần phải cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp, công việc, điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của quý anh được khởi sắc. Tài lộc của quý anh tuổi Bính Dần trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy, nên quý anh có nguồn thu nhập ổn định. Thậm chí với quý anh có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ lãnh đạo công ty. Năm này, nguồn thu nhập của quý anh tuổi Bính Dần vẫn chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái, hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều, vì vậy quý anh nên giữ vững công việc của mình, nếu không sẽ dễ rơi vào cảnh túng quẫn, tiền bạc khó bền. Sự chăm sóc của thần tài giúp cho quý anh tuổi Bính Dần có những cách tốt để tích lũy về tiền bạc, của cải. Công việc được thuận lợi, tài lộc không ngừng khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán nên cải thiện bản thân, chịu khó đổi mới trong năm nay, mở rộng thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể. Điều này sẽ giúp cho quý anh có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban nên không phải lo về thu nhập của mình. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Bính Dần, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của quý anh tuổi Bính Dần ở mức bình thường. Đối với người độc thân, vẫn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, kết giao với nhiều người khác phái. Nếu tìm được người mà mình yêu, thì đừng ngại chủ động theo đuổi đối phương, cơ hội nên duyên đôi lứa cũng rất khả quan. Những người đã có gia đình nên chú ý đến những chuyển biến trong mối quan hệ của cả hai, đừng vì công việc hay nơi khác mà bỏ bê bạn đời của mình. Trong cuộc sống hôn nhân, gia đình có thể xảy ra một số xích mích, mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dù công việc bận rộn đến đâu, nhưng bản mệnh vẫn nên dành nhiều thời gian hơn chăm sóc con cái, phụ giúp vợ việc nhà và thường xuyên hâm nóng tình cảm gia đình. Có như vậy, gia đạo mới được hòa thuận, êm ấm. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Dần, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi tuổi Bính Dần, nam mạng cho thấy,
Trong năm Giáp Thìn 2024 thì sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Sự tác động của hạn thiên tinh làm cho sức khỏe của quý anh tuổi Bính Dần yếu đi, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, quý anh có dấu hiệu lao lực, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực bị suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống, quý anh cần phải cẩn thận hơn. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Trong năm này, về vấn đề sức khỏe, quý anh tuổi Bính Dần cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan khinh suất. Nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn, hạn chế ăn những đồ cay nóng. Nên mua những thức ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, xuất xứ rõ ràng để không gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, quý anh tuổi Bính Dần cần thường xuyên rèn luyện sức khỏe, có chế độ sinh hoạt phù hợp, đồng thời loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và giữ một tâm thế lạc quan, yêu đời. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Bính Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Xông Đất tốt cho tuổi Bính Dần, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Bính Dần, Nam Mạng hợp với giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Quý anh cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Bính Dần gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Bính Dần. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Bính Dần 1986, Nam Mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Bính Dần. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Dần 1986, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tân Sửu, sinh năm 2021, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tân Mão, sinh năm 2011, Nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý Mùi, sinh năm 2003, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Mậu Tuất, sinh năm 2018, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt.
Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Bính Dần, nam mạng năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai năm 2024, quý anh tuổi Bính Dần gặp tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Như vậy, năm này là năm Thìn quý anh sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2024, quý anh tuổi Bính Dần trong năm này phạm hoang ốc, lục tuổi kim lâu năm 2024. Năm này quý anh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, sẽ phạm kim lâu thê. Nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới vợ của mình, người chưa có vợ thì không ảnh hưởng. Hoang ốc năm 2024, quý anh tuổi Bính Dần trong năm này phạm hoang ốc, lục hoang ốc, đây cũng là một cung xấu. Cho nên, quý anh không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Thái tuế năm 2024, quý anh không phạm hạn thái tuế. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Bính Dần, sinh năm 1986, năm Giáp Thìn 2024 là trạch bại. Trạch bại là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch bại là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm này. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Dần 1986, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi, phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe, khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo, người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý, làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần biết để vượt qua hạn thiên tinh đối với quý anh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp sao thiên tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý anh tuổi Bính Dần, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu, còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh, sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao thủy diệu là phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng của tuổi Bính Dần,
sinh năm 1986, nam mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, Quý Anh tuổi Bính Dần là 39 tuổi, có tài lộc tương đối dồi dào. Quý Anh được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của những người tuổi Dần tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với Quý Anh làm gì trong cuộc sống, bạn đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Tháng này là tháng đầu năm mới, Quý Anh khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân. Quý Anh nên chú ý hơn về chế độ ăn uống để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm do thiên tinh gây ra. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, sức khỏe của Quý Anh chuyển biến tốt hơn, tuy nhiên phương diện tài chính biến động mạnh do có hung tinh chủ về hao tài ảnh hưởng. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, Quý Anh cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn đầu tư mới, đặc biệt là các hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn, thế nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn, không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, Quý Anh đừng nhìn ở hiện tại, nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp cho Quý Anh hạn chế nhiều rắc rối, theo đó áp lực tài chính lớn, chi vượt quá thu, đa phần tiêu pha cho người thân, bạn bè, cuối tháng rất dễ bị rơi vào tình trạng vay mượn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, Quý Anh tuổi Bính Dần không bị các hung tinh quấy rầy, nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định. Việc kinh doanh buôn bán nên cẩn thận, không nên đi bằng đường sông đường thủy kẻo lại gặp họa do thủy diệu tinh quân gây ra. Tuy nhiên, trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần của bạn không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Sức khỏe kém làm cho Quý Anh tuổi Bính Dần dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc, và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Sang tháng 4 âm lịch, Quý Anh tuổi Bính Dần dễ gặp rắc rối trong quan hệ giữa các cá nhân, nên cẩn thận hơn trong việc hòa hợp với sếp và đồng nghiệp. Tháng gặp cục diện ngũ hành tương xung, lại thêm sức mạnh của hàm chi tiếp tục ảnh hưởng, làm cho tình yêu, hôn nhân có nhiều dấu hiệu không tốt. Vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn khiến cho không khí gia đình nặng nề, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới con cái của mình. Ngoài ra, về phương diện tình cảm, Quý Anh tuổi Bính Dần nên giao tiếp và thấu hiểu hơn với gia đình và người yêu của mình. Quý Anh nên biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia, điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Sang tháng 5 âm lịch, Quý Anh tuổi Bính Dần có những mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Quý Anh đang được sự trợ giúp của sao may mắn Thiên Phúc và Thanh Long, bản mệnh may mắn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Quý Anh tuổi Bính Dần trong tháng này được tam hợp trợ mệnh, mọi việc diễn ra đều ổn định, vận may về sự nghiệp và tài lộc tương đối lý tưởng. Việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho Quý Anh thu về không ít tiền bạc về hầu bao của mình. Đặc biệt, một số người có cơ hội gặp được quý nhân. Nếu có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao, thì sự phát triển sự nghiệp của Quý Anh cũng dự kiến có thể bứt phá hơn nữa trong tương lai của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Với Quý Anh tuổi Bính Dần bước sang tháng 6 âm lịch, lại có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc. Tháng này không thích hợp để quyết định những vấn đề quan trọng, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tài chính thì lại càng cần phải cẩn thận hơn. Về phương diện tình cảm, trong tháng này của Quý Anh tuổi Bính Dần khá tốt, vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình êm đẹp. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Sang tháng 7 âm lịch, về phương diện sức khỏe của Quý Anh tuổi Bính Dần giảm sút đáng kể. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết, một số người có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không được tốt. Đặc biệt,
Với quý anh tuổi Bính Dần cần chú ý tới vấn đề ăn uống. Thiên tinh rình rập có thể làm cho quý anh mắc các bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột, dạ dày. Vì vậy, quý anh tuổi Bính Dần cần chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Trong công việc có thể quý anh tuổi Bính Dần trong tháng này sẽ gặp phải chút rắc rối, khối lượng công việc tăng cao. Đồng thời quý anh phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc, điều này làm cho quý anh có cảm giác khó chịu. Với quý anh cũng đang có điểm báo dễ gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đừng lái xe khi đang say rượu hoặc khi đang mệt mỏi. Khi ngồi trên xe, hãy thắt dây an toàn và hạn chế nói chuyện với tài xế. Ngoài ra, tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác, đối phương có khả năng là người thân hoặc bạn bè. Cho nên, quý anh trong tháng này cần đặc biệt chú ý, kiềm chế về cảm xúc, cần phải xử lý đúng mực, tránh làm ảnh hưởng xấu đến vận trình tổng thể cả năm. Ngoài ra, quý anh tuổi Bính Dần trong tháng này nên chú ý không nên đến những nơi sông nước, những nơi có nhiều âm khí, kẻo gặp họa khó lường nguy hiểm đến bản thân. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, quý anh tuổi Bính Dần có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Được sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, Thiên Phúc, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này. Vận may của quý anh đã hoạt động đang khá tốt. Về thu nhập tài chính, bản mệnh có cơ hội được tăng lương do phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Quý anh cũng rất may mắn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ biết cách quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này đối với quý anh tuổi Bính Dần phát triển rất tốt, nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến vận trình tài lộc của mình. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Về vận trình tài lộc của quý anh tuổi Bính Dần trong tháng 10 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, vì thế công việc cũng tương đối dễ dàng, bạn có nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân và đồng hành cùng gia đình. Về tình cảm trong tháng này rất tốt, các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý anh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Nhiều quý anh còn độc thân, có cơ hội gặp được một nửa của mình, đào hoa khởi vượng, quý anh cũng nên biết nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao của bạn không ngừng tăng lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Khối lượng công việc của quý anh tuổi Bính Dần trong tháng này tăng lên đáng kể, dù gặp không ít áp lực, nhưng mọi công việc đều có dấu hiệu tích cực, lạc quan và đều cho kết quả tốt, quý anh có thể yên tâm hơn về công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý anh cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính của mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nam mạng. Tài lộc của quý anh tuổi Bính Dần đang có điểm báo sẽ sa sút hơn trong tháng này. Tháng có hung tinh ám tàng, lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số bạn có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này cũng đòi hỏi bạn phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay chi phí trong tháng này. Vì vậy, với quý anh tuổi Bính Dần nên chú ý khi mua sắm đồ Tết, không nên quá xa hoa, lãng phí, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của bản thân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.